Bà Phương Hằng đổi chiến thuật mới, đấu tố giới nghệ sĩ. Thưa quý vị, như vậy cái kêu 200 tỷ do CEO Đại Nam phát ra đã có kết quả. Không cương sĩ nào dám lên tiếng để nhận số tiền khổng này. Thực ra kết quả này mọi người đã đoán trước được cả rồi. Nhà văn Nguyễn Trọng Quân thậm chí còn có bài mỉa mai rằng chả nhận kèo 50 tỷ đâu, cụ tin 100% là vậy. Bốn nghệ sĩ ấy họ là tinh hoa tinh túy. Mục đích cuộc sống của họ là cống hiến dâng cho nhân dân yêu quý, đâu phải vì đồng tiền mất gạo. Họ đâu thuộc diễn cò cưa kiếm tiền. Nói thực 50 tỷ so với họ là gì nào? Chỉ là tiền tiêu vặt, chồng cho 40 tỷ cơ mà. Hay nghe nói đám trầm hương ở trong nhà thờ tổ của Hải Linh cũng tiền ức, tiền triệu đô la đó, hoặc qua nhẫn trên tay của anh Đàm khủng đấy. Chưa kể mỗi kỳ sinh nhật, anh chỉ mở một phong bao tặng thôi, với cả bạc tỷ. Vậy 50 tỷ kèo của bà Phương Hằng, nhỏ có 2 triệu đô la bằng cỡ 833 cây vàng, là con tép nhé. Họ nhận quá bằng nhận bố thí, chính họ còn bỏ tiền túi tiền tỷ là tiền đi phân phát cho không, làm từ thiện cho bao nhiêu năm nay. Và cụ tin chắc rằng tới đây, bốn anh chị này chỉ nhờ Phương Hằng mỗi việc thuê và thanh toán cho công ty kiểm toán, nào đó giúp cho họ sao kê thuế thu nhập và đầu vào đầu ra của kêu gọi từ thiện thực hiện năm 2017 đến hết năm 2021 nhé. Ghi chú, chỉ một tác phẩm thơ của anh Hoài Linh đã bán được 700 triệu, thì 50 tỷ của bà Phương Hằng cho một người, bốn người là 200 tỷ là cóc khô gì? Trước kết quả không có gì bất ngờ này, bà Phương Hằng cũng đã lên bài dạy dỗ như sau. Quý vị thân mến, đây là lần thứ hai tôi đấu tố với nghệ sĩ bẩn. Dù đã có quyết định của Bộ Công an, nhưng tại sao không đứa nào nhào vô nhận giải? Khỏi bàn cãi nữa đi, tôi công khai đấu tố trước công chúng và bồi thường tiền oan sai danh dự theo địa vậy thôi, phải không quý vị? Đã hết ngày giờ đấu tố, vậy câu trả lời đã rõ rồi nhé. Thanh danh uy tín ông Hoàng bà Chúa đã được minh chứng sau một tuần cầm liếc. Vậy xin hỏi những ai là fan thần tượng, còn gì để biện hộ cho anh thần tượng của mình nữa hay không? Đây là cú nút ao cho những kẻ ăn chặn tiền của nhân dân, còn tự hào gì nữa không? Trước công chúng vênh váo nữa đi, nếu là sự thật, có hận có ghét cũng phải phục, vì thành công là sự trả thù ngọt ngào nhất. Bây giờ thì một lần nữa banh xác trước công chúng rồi nhé, thoát được pháp luật nhưng không thể qua mặt được nhân dân. Nên nhớ cái giá ăn tục nói láo giờ còn gì để phân trần nữa không? Những chiếc mặt nạ rơi xuống trong lòng công chúng, những gian dối đã phơi bày, tôi kết thúc bốn người này tại đây, vì sự thật đã lột trần ra tất cả rồi. Mà một nghệ sĩ đã hoàn toàn chốt hạ, sẽ tiếp tục từng em để xem công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi có làm được không? Nhục hơn cả chỉ nhục tụi này. Quý vị ơi, thấy em giỏi phải không? Em đẹp không quý vị? Và em cũng chơi kho máu, hết máu em bơm chơi tiếp. Chúc quý vị ngủ ngon, hạnh phúc, bình an nhé. Sau drama này, em chữa bệnh cầm điếc rất giỏi luôn rồi phải không quý vị? Còn khán giả họ nghĩ sao về chiếc kèo 200 tỷ này? Thực sự nhục nhã ê chề cho cả dòng họ chúng nó nữa cô ạ. Lịch sử sẽ không bao giờ quên những cái tên ăn chặn tiền của dân nghèo và cả xác chết người dân trong mùa lũ lụt miền Trung năm 2020. Mãi mãi con sẽ nhắc đến đời con, đời cháu còn nhiều cái tên nữa cô chưa nhắc đến. Chúng cũng đang rụng rời. Thế là 3 năm rõ 10 rồi nhé. Tất cả sự thật đã được luật trần trụi trước nhân dân. Con cháu đời sau mãi mãi ghi tên bọn ăn chặn. 50 tỷ đối với chúng nó nhằm nhò gì? 1-2 năm quyên góp là dư. Ngưu hay sao mà ngoi lên? Bây giờ cô Hằng có cho mỗi đứa 100 tỷ, bọn nó cũng không dám sao kê. Thưa quý vị, trở về từ chuyến ra Hà Nội, bà Phương Hằng có thông báo Hội Cựu Chiến binh Hà Nội sẽ thuê xe vào miền Nam để tìm nhà Trấn Thành, để hỏi xem tại sao những người đấu tranh cho chính nghĩa cho lại phải cho nhân dân, như các chú các bác lại bị Trấn Thành, bắt đội cái quần chính giữa, và cả Hà Ni Đức Hiển nữa chứ. Thông tin này từ phía bà Phương Hằng, Hà Ni đã lên hẳn một bài thách thức và gọi Hội Cựu Chiến binh là cái hội nào đó. Đồng thời tung tin nhắn của một người tự nhận là cựu chiến binh có tên là Phạm Hồng Khánh, với những lời lẽ kích động chia rẽ Bắc Nam, xúc phạm gia đình bà Nguyễn Phương Hằng và những người yêu chính nghĩa. Trước động thái này, nhiều người đã đặt ra nghi vấn về lai lịch của nhân vật được Hà Ni ca tụng là cựu chiến binh, và không thể nào một cựu chiến binh lại có một lời lẽ thiếu chuẩn mực đạo đức như vậy được. Dù là giả mạo hay là sự thật thì nó cũng sẽ làm mất đi hình ảnh của người chiến sĩ cụ Hồ. Còn nếu là giả mạo thì Hà Ni có đang mạo danh cựu chiến binh gián tiếp xúc phạm hình ảnh người chiến sĩ cách mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực lượng quân đội hay không? Trước vấn đề này, nhà báo Phương Dung Lê, văn phòng chính phủ đã lên tiếng. Cô viết điều này cho với bà Hà Ni. Mới đây, một kẻ có nick Phạm Hồng Khánh tự xưng là cựu chiến binh Việt Nam, đang sinh hoạt ở câu lạc bộ cựu chiến binh tại Hà Nội, đã từng tham gia đánh giặc xâm lược Trung Quốc tại biên giới Lạng Sơn, thuộc đơn vị E-52F-337. Tôi viết tiếng nói này nhờ Hà Ni cùng mọi người
chia sẻ đến tận đít con Hàng Dũng. Nếu kẻ nào tự xưng lên là cựu chiến binh Việt Nam, làm việc trái luân thường đạo lý thì cứ thông tin cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ có địa chỉ và số điện thoại liên lạc để kẻ đó hoặc Dũng Hằng có thể đối chất với chúng tôi để không làm mất danh dự của người lính Cụ Hồ. Cựu chiến binh Việt Nam, đám mẹ con cuồn cuộn ra Bắc, dân Bắc chúng tôi có ai thèm quan tâm đâu. Bị dân Bắc ngăn cấm, tất cả con dám ngông cuồng đâu. Xin lỗi các bạn, tôi không thể chép lại cái giọng văn ngô nghề, sai cả lỗi chính tả và gọi người khác là con này con nọ như vậy được. Nói thẳng cho nhanh, kịch bản khích tướng của bà Hàn Ni quá tởm và thiếu tính chuyên nghiệp của kẻ đầu đường xó chợ. Tôi sẽ nhờ hẳn Cục Điều tra Hình sự Quân đội Nhân dân Việt Nam điều tra thân phận thực sự của cựu chiến binh Phạm Hồng Khánh này. Thiếu tướng Lê Như Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội cho biết, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh. Hội Cựu chiến binh thủ đô làm tham mưu, giúp cấp ủy Đảng, hội làm nòng cốt tập hợp đoàn kết vận động hội viên và cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội của các ban và của hội. Đồng thời, Hội Cựu chiến binh tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Nhớ rõ nha Hà Ni, đừng có xem nữa, đúng là hèn quá, tiểu nhân bẩn tính quá nên độ trơ trẽn quá Hà Ni à. Còn đây là những nhà báo cựu chiến binh Việt Nam đều có cấp hàm đại tá, Trần Văn Tú, Nguyễn Minh Hoài, Nguyễn Thị Trâm, Nguyễn Hồng Nhung và vẫn đang làm tại tòa soạn báo cựu chiến binh Việt Nam rất ủng hộ yêu quý, trân trọng cặp vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng. Người thật việc thật đó. Như vậy, xét trên thông tin Phương Dung Lê đăng tải, thì vụ việc lần này của Hàn Ni sẽ được Cục Điều tra Hình sự Quân đội Nhân dân Việt Nam đích thân điều tra làm sáng tỏ mọi việc. Không thể để cho một người tung tin chưa được kiểm chứng như vậy được, gây ảnh hưởng cho cả một tổ chức được. Không chỉ có Phương Dung Lê lên tiếng, mà những cựu cán bộ chân chính, trong đó có cựu chiến binh chống Mỹ nguyên giám đốc thông tin và xuất bản Đặng Quang Quỳnh cũng đã có bài viết đầy bức xúc. Kính mong các bác, các chú, các anh hãy xác minh lại thông tin này gấp nhé. Nếu nick Phạm Hồng Khánh này là cựu chiến binh ở Hà Nội thực sự, thì rất mong Hội Cựu chiến binh Hà Nội xem xét lại những phát biểu của đồng chí Phạm Hồng Khánh này gấp nhé. Không thể nào, một cựu chiến binh mà lại đi phát biểu như thế. Xin gửi nhà báo Đặng Thị Hàn Ni ơi, em có muốn gặp Thứ tướng Đại ca Họ Đặng và Thiếu tướng Nguyễn Minh Chữ, tức là Nam Chữ, cùng quê ở Quảng Ngãi của em để đối thoại với cựu chiến binh ở ngay tại Sài Gòn hay không? Hay tiếp tại báo Sài Gòn Giải Phóng và sự có mặt của tổng biên tập Tăng Hữu Phong, thì cho anh cuộc hẹn ngày giờ nhé. Anh bảo đảm với em sẽ có các cụ tới để đối chất với em nhé. Hàn Ni xưa nay được biết đến là một tay bút chim chó cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng lần này có lẽ ngòi bút của cô ta đã đi quá xa rồi. Thì vụ việc không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa Hàn Ni và bà Nguyễn Phương Hằng, mà nó còn liên quan đến cả một tổ chức chính trị. Xem ra lần này Hàn Ni khó thoát,